mình ấy. Anh chị vào lại giúp em với nha mọi người nha, mọi người vào lại giúp em đi nào. Các chị vào lại giúp em với ạ. Alo, alo, chị là chị Hiền Dương nha. Mọi người vào lại giúp em xem nét chưa nào, Yến Chi ơi xem nét chưa nào. Chào chị Na Tiên nhá, chị Na Tiên ơi, vẫn còn chân váy của chị vẫn còn đây nhá, chị lấy gì thêm rồi để em gửi luôn. Chào chị Lê Thu Hà nhá, mọi người vào lại đi ạ, mọi người vào lại xem mà nét hơn chưa ạ. Các chị vào lại giúp em nhá, chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nào các chị nào. Chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá, chào chị Xuyến Nguyễn này. Mạng chán quá, mấy hôm nay mạng chán ghê luôn ạ. Còn mực. Mạng chán nhỉ, nào nét lắm chị ạ. Rồi ok, chào chị Dương Liên nhá. Gửi em chưa gửi đâu chị Hiền Dương ơi, tại vì đơn hàng của chị vẫn chưa đủ ấy nên là em vẫn chưa gửi nhá. Chị chọn thêm gì rồi để em gửi ạ. Chào chị Cuối Thu nè. Này anh ơi, xếp đống chị vừa xếp vào đang ngủ đi nghe. Vào phòng. Nào mọi người vào lại với em đi nào. Mọi người vào lại nhá, chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông như em đang mặc nhá. Em chưa gửi, em chưa gửi món gì nhá chị Hiền Dương nhá. Em chưa gửi à, tại vì chân váy chị bảo lấy size L nhưng mà nhà em chỉ còn size M thôi. Đấy nên là em vẫn chưa gửi hàng cho chị. Mọi người chia sẻ lên 50 view nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng áo phông như em đang mặc này các chị này. Tặng áo phông đáp nha, hoặc là tặng áo phông mèo nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view cho em, chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Chia sẻ nhiều vào các trang chợ nhóm chợ cho em ạ. Thật nhiều vào các hội nhóm chợ nhá. Rồi tặng váy. Mọi người chia sẻ lên 50 view sẽ tặng áo phông. Chị Hiền Dương ơi, em có trả lời lại là không còn chân váy size L rồi ạ. Nhá mọi người nhá, lên 50 view em sẽ tặng áo phông. Đáp đây, lên 100 view sẽ tặng váy nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em, chia sẻ thật nhiệt tình cho em nào các chị nào, chia sẻ thật nhiệt tình vào các hội nhóm chợ cho em nhá. Nào mọi người xem rõ chưa nào, mọi người xem rõ chưa, mọi người xem rõ thì chia sẻ cho em nào. Các chị xem rõ chưa, mọi người xem rõ thì chấm cho em xin một chấm để em biết nào, chấm cho em xin một chấm để em biết nhé mọi người nhá. Mạng hôm nay có vẻ hơi kém. Nhưng kiểu là mọi người không vào xem được ấy nhỉ. Không có. Mọi người xem đã rõ hơn chưa nào? Rõ rồi. Các chị chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em. Lên 50 view em sẽ tặng áo phông này nha mọi người nha. Tặng áo phông này rất là đẹp luôn nha. Toàn bộ là áo phông hàng Quảng Châu, rất là mát luôn ạ. Xin chào chị Thúy Đinh nha. Chào chị Giao Lê nhá. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều lên nào. Chia sẻ thật nhiều nha. Tối hôm nay em sẽ bán quần bò và áo phông này. Bán quần bò và áo phông cho các chị nhá. Toàn bộ là hàng bò đẹp và áo phông toàn hàng chuẩn đẹp mát lạnh thôi. Rồi ok, cảm ơn Yến Chi này. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ comment nào, mọi người xem đã rõ chưa nào. Mạng hôm nay hơi kém nên là các chị không thể vào xem được thì phải. Chào chị Quyên Hà nhá. Có bộ đùi chất phông hay lanh không em? Bộ đùi chất phông có, phông hoặc lanh có nhá chị Trang Bùi nhá, em có ạ. Bụng bầu. Bụng bầu à? À, bộ bầu, bộ bầu thì không còn. Bầu thì em có bộ lanh rộng ấy. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Bầu có váy bầu.
chia sẻ thật nhiều lên các hội nhóm chợ cho em đi ạ. Thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho mọi người nhá. Thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em. Các chị vào đi nào. Mọi người vào nhá. Mọi người vào chia sẻ cho em nào. Mọi người vào thật nhiệt tình lên nào. Chia sẻ thật nhiều để chơi mini game lên 50 view đi ạ. Chia sẻ lên 50 view để chơi mini game nào các chị nào. Hôm nay ít người có vẻ hơi buồn nhỉ các chị nhỉ. Hơi buồn, mọi người chia sẻ thật nhiều cho các chị vào đông vui nhá. Em bắt đầu bán siêu rẻ luôn. Bán siêu rẻ siêu sốc luôn nhá. Mọi người vào đông em bắt đầu bán nào. Mọi người vào đi ạ. Các chị đừng vội thoát ra nhá. Tại vì hôm nay em sale rất là rẻ luôn. Hôm nay sale siêu rẻ luôn. Chào chị Thị Ốc nhá, chào chị Trúc Tổ. Mạng đã xem được chưa các chị ơi? Mạng xem được rồi, rõ rồi thì mọi người comment cho em biết nào. Mạng xem rõ. Chị nhận được quần áo rồi nhé. Rồi ok, cảm ơn chị ạ. Gửi mấy hôm rồi. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều vào nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nhá. Mà hôm nay chán quá, có 9 người xem thôi, like buồn ghê luôn ấy. Vâng, chị ấy có hỏi có ở trên đấy cho mình chưa? Em chỉ còn size M, không còn size L nên em trả lời rồi mà. Chị Hiền Dương ơi, em chỉ còn size M, không còn size L nên là em chưa gửi chân váy cho chị. Em có trả lời rồi mà. Nào mọi người chia sẻ lên nhá. Em sẽ bán mã áo phông này với giá 50k này các chị này. Mã áo phông này em bán với giá 50k dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Toàn bộ những cái mã phông này thì các chị từ 40 cân đến 60 cân đều vừa hết nhá. Từ 40 cân đến 60 cân vừa hết này. Mọi người chia sẻ thật nhiều nhá. Những cái mã áo phông này chỉ sale 50k nhá. Toàn bộ chất phông khô mát lạnh luôn. Chất phông mát lạnh luôn này các chị này. Cái này hàng đắt hơn này. Chất phông khô mát lạnh nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều lên nào. Chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Nhanh tay comment cho em này. Toàn bộ chất mát lạnh luôn. Chị nào lấy Adidas thì comment vàng 1 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị nào lấy Adidas 50k thì comment vàng 1 cho em. Vàng 1 kèm số điện thoại cho em nhá. Nào chị nào chốt Adidas thì comment vàng 1 kèm số điện thoại cho em này. Vàng 1 kèm số điện thoại nhá. Bán cả quần bò như em đang mặc luôn đây. Đây nhá, bán cả quần bò như em đang mặc nhá. Hàng bò xuất rất là đẹp luôn. Co giãn dễ chịu nhá. Bò giấy hàng xuất siêu đẹp luôn nhá. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em đi ạ. Hôm nay buồn ghê luôn ấy. Nào mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Có ai lấy mạng đát 1 này không ạ? Comment đát 1 kèm số điện thoại cho em nhá. Đát 1 kèm số điện thoại cho em nào. Hàng của chị Mai có tới nơi không? Chị Nha đầu ngốc ơi, hàng của chị Mai chưa tới nơi đâu. Tại vì em vừa gửi sáng hôm nay thôi. Đấy, em vừa gửi sáng hôm nay thôi thì ngày mai vẫn chưa tới nơi. Sớm nhất thì là chắc tầm khoảng ngày kia nhá. Tại vì là còn tùy bill, nó còn phụ thuộc vào bill cơ. Em rất là muốn hàng nhanh cho khách nhưng mà tại vì là còn phụ thuộc vào bill ấy, chắc là chưa tới nơi đâu chị ạ. Chị nào lấy phông vàng đây ạ. Chị nào lấy phông vàng thì comment nhá. Vàng em mặc là vàng mèo này. Đây là vàng đát này. Kèm số điện thoại cho em chỉ với 50k một áo thôi nhá. 50k theo cực rẻ luôn này các chị này. 50k nào. Mạng hôm nay kém buồn ghê luôn ấy. Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào. Các chị chia sẻ thật nhiều vào các hội nhóm chợ cho em nhá. Lên vào đông đông người xem thì em có
thì like cho đỡ buồn. Có người ở đây mình like thì buồn. Chị chia sẻ lên đi để tăng view lên để chơi mini game cho nó vui. Nào mọi người chia sẻ để tăng view lên để chơi mini game nào. Vậy thì hỏng rồi ha. Chị ơi, tại vì trước khi gửi em đã bảo là phải 2-3 hôm mới tới nơi mà. Đấy. Tại vì là em chốt chị ok thì em mới chốt gửi đi. Chứ em cũng muốn hàng nhanh mà. Nó còn phụ thuộc vào bill chứ, là tại vì là hôm nay em gửi thì tận Ninh Bình thì không thể nhanh như thế được ạ. Tại vì là họ còn phải đóng gói cẩn thận xong người ta mới gửi đi cơ mà chị. Sáng nay em mới gửi thì ít nhất phải sáng ngày kia thì chị mới nhận hàng được. Từ đây Ninh Bình mà đâu phải gần đâu. Còn khoảng ngày kia thì chị nhận được. Đấy, còn tùy thuộc và phụ thuộc vào bill chứ em rất là muốn hàng nhanh cho khách. Nên là chị thông cảm giúp em nhá. Để mất. Nếu mà chị để thì chị nhờ người nhà lấy giúp, không vấn đề gì. Ai cũng có thể nhận được mà. Nếu mà chị đi để thì chị nhờ người nhà lấy giúp. Tại vì không phải là kể cả chuyển phát nhanh thì cũng phải là ngày mai ngày kia, chiều mai tối mai ngày kia thì mới nhận được. Vừa sáng nay em gửi tận Ninh Bình làm sao mà nhận được luôn trong ngày chiều nay sáng nay em gửi làm sao mà sáng mai đã nhận được luôn hả? Nếu mà chị đi để chị có thể nhờ người nhà lấy giúp em nhá. Chị thông cảm giúp em tại vì là không thể nào. Lại còn muốn chối. Không thể nào nhanh hơn được đâu ạ. Chui là vấn đề của chị thôi, em không thể đâu. Cái này chị phải thông cảm cho em. Tại vì chị chắc chắn nhận hàng, đặt hàng thì chị phải có trách nhiệm với gói hàng mình đã đặt chứ. Nếu mà chị ấy thì chị có thể bảo bill lưu hoặc giữ cho chị một vài hôm thì cũng không sao hết. Đấy. Chuyển phát nhanh thì cũng không thể trong ngày mai nhận được hàng. Tại vì là chỗ em là Tuyên Quang đi Ninh Bình cũng phải mấy trăm cây, không thể nhanh như thế được. Thôi nói đùa em thôi. Đây nha, mọi người chia sẻ lên đông vui nè. Mọi người chia sẻ lên đông vui đi, em bán hàng cho vui. Tại vì là có 15 người buồn quá. Các chị chia sẻ thật nhiều cho em và các hội nhóm chợ nhá. Hôm nay mạng hơi bị kém. Em chứ em bị bom hàng suốt rồi, em mệt lắm. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em nào. Các chị vào đông đông đi nào, mọi người lên 50 người xem thì em sẽ tặng áo phông em đang mặc nhá. Em sẽ tặng áo phông này luôn cho mọi người này. Mọi người chia sẻ lên 50 người xem vào đông đông cho vui đi ạ. Áo phông hôm nay em sẽ sale đồng giá 50k hết nha mọi người nhá. 50k dành cho chị chia sẻ livestream. Mọi người vào đông vui lên 50 người xem em sẽ tặng áo phông này nhá. Tặng áo phông này toàn hàng 150 thôi này, cái chị này hàng đáp đẹp đây. Toàn bộ là hàng đẹp luôn. Đấy, em sẽ sale cho mọi người 50k, mọi người chia sẻ đông vui. Lên 50 người xem thì em sẽ tặng luôn mọi người nhá. Lên 50 người xem thì em sẽ tặng luôn các chị luôn. Mọi người chia sẻ vào đông vui đi nè. Đông vui bán hàng cho vui. Ha ha, chị là một tuần mới một tuần đúng mới lấy hàng được Ly ơi. À, còn Phong Vin đây chị Mai Nguyễn ơi. Chị My là hơi xa, chị My ở tận gần được ở cái gì ở tận Long An à. Long An hơi xa. Đây, sóc jean đây mọi người này. Sóc jean nhá. Áo vàng em đang cầm là 50k. Sóc bò giấy bao nhiêu tiền ly? Sóc bò giấy đây nhá mọi người nhá. Em có 2 mã này. Đây.
Hàng bò Hàn xuất cực đẹp luôn đây nhá. Trăm mấy nhỉ? Một loại là 120. Hàng siêu đẹp luôn này các chị nè. Shop bò giấy hàng siêu đẹp nhá. Em sẽ bóc hàng này cho mọi người xem. Hàng này vừa mới về thôi. Loại bò mới toanh toanh luôn. Em chưa like lần nào luôn. Đây nhá các chị nhá. Shop bò giấy này. Đẹp không? Siêu đẹp luôn nhá. Hàng xuất xịn đẹp luôn nhá. Đây hàng xuất Hàn này. Rất là đẹp luôn. Bò của nó co giãn cực kỳ là dễ chịu luôn. Có size dành cho các chị tầm khoảng từ có size 26, 27, 28 thì tầm khoảng các chị 55, 56 cân quay đầu. Từ 40 cân đến 55, 56 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Từ 40 cân đến 55, 56 cân quay đầu này. Hàng xuất xịn luôn. Hàng xuất xịn cực kỳ nhá. Em bán chỉ 120 thôi nhá. Chỉ 120k hàng đẹp luôn. Đây hàng xuất xịn đẹp luôn nhá mọi người nhá. Chị nào lấy thì có thể comment cho em nhá. Ai ở Long An, chị cũng ở Long An này. Đây, thế thì cùng quê với chị Nữ My, chị Mai ạ. Chị Nữ My khách quen nhà em đây, cũng ở Long An đây. Quần này là 120 này các chị này. 120k hàng xuất xịn đẹp nhá. Hàng xuất xịn đẹp luôn đây. Có size từ 26, 27, 28, 29. Hàng đẹp, co giãn thoải mái mà không mất dáng nhá. Không xù nhá, không bay, không xù này các chị này. Hàng co giãn sướng cực kỳ luôn. Áo em mặc có mấy màu? Áo em mặc có duy nhất một màu nhá. Kiểu như em mặc có một màu, còn áo phông thì có nhiều màu lắm, nhiều kiểu lắm. 50k hết nhá, sale đồng giá 50k. Đây nhá chị nhá. Đây rất là giãn, rất là dễ chịu luôn này. Chị nào chốt quần sóc thì comment cho em nhá. Chiều cao cân nặng để em chọn size cho. Chỉ có 120 một quần thôi nhá mọi người nhá. 120k một quần này. Đây cái mã này nhá, mã này là mã rách. Rách một tí. Đấy, rất là trẻ trung luôn. Em còn một mã nữa này mọi người này. Có quần không tua rua chị Lê Thu Hà ơi, quần không tua rua đây. Không tua rua em cũng có nhá. Đây, không tua rua đây nhá. Mạ không tua rua này các chị này. Mạ không tua rua này cũng đẹp nhá. Đây, không tua rua này các chị nhá. Không tua rua, siêu đẹp luôn. Đây, mã như em đang ảnh đây. Hai mã như em đang ảnh đây nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Toàn bộ là bò mềm. Toàn bộ là bò giấy mềm, co giãn thoải mái luôn này. 5-6 cân mặc vừa nhá, chị Linh Hà ơi. Có vừa nhá. Chị lấy mã không tua rua hay là tua rua? Đây, 5-6 cân mặc vừa luôn này các chị này. Vừa luôn, rất là đẹp luôn nhá. 5-6 cân vừa đẹp luôn. Hàng co giãn đẹp. Hàng xuất này. Hàng so xuất nhá mọi người nhá. Co giãn rất là đẹp đây. Cái quần này các chị này. Đấy, hàng bò giấy rất là mềm. Chứ nhà em không bán cái hàng cứng như kia đâu. Hàng cứng mà ấy đó. Mặc vào nó khó chịu lắm. Đây, hàng này các chị mặc như không mặc luôn. Mặc rất là mềm. Đấy. Ngố bò có không em? Ngố bò có nhá. Nhưng cái hàng này các chị toàn bộ mua shop phải 250 trở lên luôn ạ. Toàn bộ mua shop phải 250 trở lên nhá. Hàng siêu đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Mọi người có cần em mặc thử cho mọi người xem không nào? Đây em sẽ mặc thử cho mọi người xem này. Mọi người chia sẻ vào đông vui đi nào. Vào đông vui bán hàng cho vui nhá. Mọi người vào xem em, vào xem nói chuyện cho vui nào các chị nào. Đây em sẽ mặc thử cái mã này cho chị xem. Cho chị cái này 41 cân. Mã này 41 cân chắc không vừa rồi. Đấy là mã đại mà. Đây 41 cân thì em chuyển qua cho chị cái mã này này. Mềm.
mềm lắc bò này các bạn mặc quá sướng luôn. À này hàng bán khớp của nó hơn 200. Chất siêu đẹp luôn. Chị Lê Thu Hà 41 cân chắc phải mặc mã kia. Đây, 41 cân chị Lê Thu Hà mặc cái mã này này. Rồi ok, chốt áo vàng mèo cho chị Mai Nguyễn Eli này. Đây 41 cân chị Lê Thu Hà mặc cái mã này nhá, 101 này. Đây nhá, 41 cân thì mặc cái mã này 101 này chị Mai à, chị Lê Thu Hà nhá. Nếu mà đồng ý cái mã này thì chốt cho em, mã này cũng là hàng đẹp. Cái mã này thì size nhỏ hơn này, form nhỏ hơn. Còn cái mã kia thì form rộng hơn nhá. Chất siêu mềm siêu đẹp luôn. Mã này là size S này. Đấy chị mặc cái mã này là size S. Còn cái mã kia hàng đại. Quần chị Mai chắc là mặc size được bao nhiêu cân? Mai chắc là mặc size 30-31. Chị Mai bây giờ bao nhiêu cân? Chị Mai bây giờ bao nhiêu cân? Mai giờ bao nhiêu cân? Này là quần size đại nhá, có từ size 29 đến size 31 ấy. Mai chắc mặc size to đi, Mai mặc size 31 đi. Đây tiện bán luôn quần dài đi. Đang mặc quần có dài. Màu khác không? Bằng lăng tím. Chị mong với đùi cũng to lắm. Chào chị bằng lăng tím ạ. Đây nhá, em đang mặc quần dài, tiện bán luôn cả quần dài này đi các chị này. Tiện em bán luôn cái mã quần dài này, xong em bán đến quần xong em bán, em thử quần short cho mọi người xem nhá. Đây tiện đang mặc quần dài này, bán luôn cái mã này rất là đẹp luôn này. Mã này là hàng xuất em vừa mới về luôn. Hàng bò giấy nhá mọi người nhá. Bò giấy hàng xuất siêu đẹp đây. Đây này mọi người này. Bò giấy nhá, mỏng co giãn đẹp cực kỳ luôn. Em bán cái mã này siêu sốc luôn nhá. 250 em chỉ bán với giá là 150k nhá. 250 chỉ bán giá là 150k hàng bò giấy này này các chị này. Có đủ size S, M, L, XL cho các chị từ 40 cân trở lên đến khoảng 56, 57 cân nhá. Lê Thu Hà và cho chị cái đó đi. Chị rồi, cho chị cái Lê Thu, cho chị Lê Thu Hà cái hàng 101 là size S ấy. Rồi ok. 41 cân chỉ mặc S thôi. Đây nhá, nếu mà ai lấy quần dài thì comment cho em này. Chỉ 150k nhá, hàng xuất đẹp luôn. Chị vào đông đi. Đây. Mọi người vào đông để chơi mini game nhá. Ai lấy bỏ quần dài này thì comment cho em nhá. Có màu sáng và màu tối, hàng bao đẹp luôn này các chị này. Hàng bao đẹp luôn, mềm đẹp cực kỳ luôn đây. Chất siêu mềm này các chị này. Chất siêu mềm đẹp luôn. Em tiện mặc thì em bán luôn cho mọi người thì tí nữa. Em thử quần short cho các chị xem. Nào, có chị nào chốt quần dài này không nào? Có chị nào chốt quần dài thì comment chiều cao cân nặng để em tư vấn nhá. Chị còn nhận được rồi ấy. Nào, có ai lấy quần dài thì nhanh tay comment nhá. Dáng siêu đẹp luôn đây. Dáng như em đang mặc này các chị này. Dáng như em đang mặc nhá. Chỉ với giá là 150k một quần thôi. 150k một quần. Có size S, M, L, XL. Chị lấy áo mèo S, M, L, XL nhá mọi người nhá. S, M, L, XL. Từ 40 cân đến khoảng 56, 57 cân thoải mái nhá mọi người nhá. Mã này là bò giấy các bạn ạ. Mỏng mềm, thích cực kỳ luôn. Chất siêu mềm. Thu Hàng ơi, mã này không gấp gấu đâu. Đây gấu nó như thế này này. Chất của nó cũng nhìn, nói chung là nhìn cái mặt vải của nó cực khôn đây này như các bạn nhé. Nó không như cái hàng rẻ nó thô đâu. Cái nấm vải của nó siêu mềm mịn luôn, co giãn, mềm lắm, quần cái quần nó mềm như cốt tông luôn, thích cực kỳ luôn. Mặc cái mã bò này thì các bạn yên tâm về chất luôn rồi, rất là đẹp luôn, hàng bò xuất Hàn này, rất là xịn luôn nhá. Đây. Bạn nhìn nhá, nhìn này, đấy cái chất nấm vải của nó cực kỳ là mềm đẹp luôn, hàng này shop bán còn hơn 300 ấy. Nào ai lấy thì nhanh tay comment nhá, ai lấy mã quần dài thì nhanh tay comment cho em này các chị này, đấy nhanh tay comment cho em. Form dáng chuẩn đẹp luôn, form dáng bao chuẩn đẹp luôn nhá. Chỉ 150k một quần luôn. Kiểu như vậy mà rộng. Kiểu này mặc rộng thoải mái chị Trúc nhá. Tại vì là mông với đùi em to ấy. Mông với đùi em to chứ mã này các chị mặc rộng thoải mái. Đây là dáng rộng đấy.
Mã này là mã Becky rộng nhá mọi người nhá, mọi người mặc rộng thoải mái luôn. Các chị đùi nhỏ mặc rộng lắm. Đây là ly đùi mông tại to. Tại vì mông với đùi em to nên là em mặc sẽ bị ôm, thì nên mà em kể cả là em những cái giá vest thì em mặc đều như quần ôm hết, tại vì mông đùi em to. Chứ các chị mặc đây là dáng Becky này mọi người nhìn nhá. Nhìn đây, bên trên trẻ này. Đấy, bên dưới đấy, đây là dáng Becky mà mọi người dáng siêu trẻ luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay comment chỉ 150k hàng xuất Hàn đẹp. Có mẫu nào gấp gấu rơi chị xem ly. Phông trắng có chị Hà ơi, tí bán phông trắng cho mọi người xem. Có mẫu gấp gấu nhá. Thu Hằng ơi, lát nữa nhá. Có nhiều mẫu lắm. Không, hôm nay đồng giá 50k nhá mọi người nha. Các bạn tranh thủ mua đi. Toàn đây nha, có màu đậm và màu nhạt nhá mọi người nhá. Mã này có màu đậm với màu nhạt này. Màu đậm với màu nhạt thì em đang mặc là mặc màu đậm nhá. Có màu đậm và màu nhạt chỉ 150k thôi. Ai lấy thì nhanh tay comment nhá. Toàn bộ là hàng xuất xịn luôn các chị nhìn này. Nhìn cái vải của nó nhá. Quần rất là khôn quần luôn. Đấy. Lên form thì quá đẹp luôn. Co giãn nha, chất bò giấy mềm mịn. Nói chung là mặc sướng dã man luôn. Sướng dã man luôn, giặt không phai luôn ạ. Em đảm bảo giặt không phai nhá. Quá sướng luôn. Nào, có chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Chị nào lấy quần này thì nhanh tay comment này, chỉ 150k áp dụng cho các chị chia sẻ like nhá. Áp dụng cho các chị chia sẻ like 150k nhá. Chị nào lấy comment nhanh tay nào. Comment nhanh tay size kèm số điện thoại cho em. Size kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Em chuyển qua quần short cho mọi người xem nhá. Bố bé lúc nó ở nhà đi. Chuyển qua quần short cho mọi người nhá. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em nào. Áo phông nghe em đang mặc nhá, sale 50k nhá mọi người nhá. Phông đát nghe em đang mặc sale 50k, chị nào lấy đi comment này. Comment phông vàng kèm số điện thoại cho em nhá. Phông vàng kèm số điện thoại cho em. Siêu đẹp luôn mà giá lại còn cực kỳ là sốc nữa. Đây nha các chị nha, đây nha, tiếp cái mã quần short này này các chị này. Tiếp cái mã quần short này siêu đẹp luôn nha. Sale là 120k nhá. 120k mã short giấy này nào. Chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Nhanh tay comment em có size cho các chị từ 40 từ 40 cân trở lên. 40 cân thì mặc mã kia. Mã này thì tầm khoảng từ 48 đến 60 cân nhá. Từ 48 đến 60 cân. Mã này là mã đại các chị từ 48 đến 60 cân, còn cái mã rách một tí ấy, thì có size từ 40 cân trở lên nhá mọi người nhá. Siêu đẹp luôn, chỉ 120 một quần nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment từ 48 đến 60 cân này. Có size cho các chị từ 48 đến 60 cân nhá. Con nào ở đây?
chất co giãn siêu mềm đẹp luôn các chị nhìn này. Nhìn form em mặc nhá, quá đẹp luôn nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay comment này. Đây, rất là trẻ trung luôn, xước một chút xíu thôi nhá mọi người nhá, xước một chút xíu luôn. Bò xuất rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment cho em nhá, size kèm số điện thoại hoặc là comment chiều cao cân nặng để tư vấn này. Chị mặc size nào? Quần em đang mặc ý chị Mai chắc chỉ mặc size 30 thôi. Mai vẫn như trước thì mặc size 30 thôi. Chị Mai mặc size 30 thôi. Còn các chị từ 60 cân đổ lại mặc size 31. Đấy, chị Mai chỉ mặc size 30 thôi. Các chị tầm khoảng 55 cân đổ lên thì mặc size 31. 60 cân thì mặc size 32 nhá. Có đủ size cho các chị từ 60 cân quay đầu luôn ạ. Có chị nào chốt thì nhanh tay comment cho em nhá, kèm số điện thoại cho em ạ. Nào, có chị nào chốt mã này không nào? Chị nào chốt mã này thì nhanh tay comment cho em để em qua mẫu này. Hàng đẹp mà nó mềm mại, chất xịn luôn. Chất mềm quá xịn luôn chị Mai ạ. Lấy hàng này mặc thì chất quá đẹp luôn. Không phải cái chất cứng như những cái bò mà các chị hay mặc đâu. Tại vì đây là bò giấy nhá. Chất rất là mềm luôn. Chỉ giá 120 một quần này. 120k nhá mọi người nha. Em dơ quần size 31 chị xem. Đây, size 31 em vừa dơ đây. Size 31 thì rộng lắm. Chị chỉ mặc size 30 thôi. Đây, size 31 đây chị này. Size 31 rộng. Mông 88 thì chị chỉ mặc size 29 thôi. Mông 88 thì mặc size 29 nhá, chị Dung Dương nhá. Đấy, size 31 rất là rộng luôn. Chị mặc size 30 là vừa. Cực kỳ luôn, đảm bảo không đẹp không lấy tiền. Nó mềm mại mà chất siêu đẹp các bạn. Mua shop hơn 200 nhưng không bao giờ có cái size như thế này. Đây, hàng đẹp đây. Hàng quá ôi, đẹp luôn. Này, thu ăn vải đâu ngay tôi, đừng cho mày ăn vải. Hôm nay nó ăn vải và cứ ăn vào lần nào nó bị đi rồi đấy. Có quần. Quần jean dài có, em vừa like quần jean dài rồi đấy mọi người. Đây, quần jean dài em có luôn đây. Quần jean dài đây. Chị Mai bảo chị lấy 31. Đồ chế cứ gửi 31 cho chị Mai. Đồ chế cứ gửi 31 mà cho thoải mái nhé chị nhá. Đây, quần jean dài đây. Có chị nào lấy jean dài thì comment cho em. Bầu giấy đẹp đây, hàng xịn luôn, các chị nhìn thớ vải là biết rồi, nhìn rất là khôn quần luôn. Em like quần giả váy đi. Rồi ok, like quần giả váy nhá, mọi người có nhu cầu mua quần giả váy thì em sẽ like quần giả váy. Có chị nào lấy áo phông như em đang mặc thì 50k, còn quần như em đang mặc là 120 nhá. Phông hôm nay mình bán đồng giá 50k nhá mọi người ơi, rất là nhiều mã phông đẹp luôn. Mẹ cho con một áo phông mà con mã phông nào được 50k hết luôn nha. Phông bé thôi, phông vô không. Cái một màu ấy, màu nâu. Sao có 2 cuộn nhỉ? Ai có 2 cuộn? Một cái quạt đây, một cái quạt đây. Một đứa hết đồng nhau. Đảm bảo về chất của nó luôn. Chất của nó siêu mềm đẹp luôn.
Đấy, các chị mà mua nhà em một lần nhá. Không phải là mê luôn, mua đúng đơn đâu. Hàng này siêu đẹp, mềm mại, rất xịn luôn. Mê luôn, quần mặc siêu thích luôn à. Mặc đấy, mặc chỉ nổi nhá, cực kỳ là trẻ trung luôn. Chỉ nổi cực trẻ trung này các chị này, siêu đẹp luôn này. Mà giá quá mềm luôn. Giá các chị mua chỗ khác toàn 300, 350 nhà em chỉ bán có 150. Giá cực mềm luôn, hàng bò Hàn nhá. Hàng bò Hàn, cái chất của nó thì các chị biết rồi. Siêu mềm, siêu đẹp này đấy. Cái thớ vải rất là khôn quần luôn. Quá rẻ luôn, dáng baggy, dáng trẻ. Mới nhất bây giờ luôn. Đây nhá, quần giả váy đây này các chị này. Quần giả váy như em đang mặc đây này. Đấy. Quần giả váy nhá, các chỗ khác nhá. Bán cái mã này, lúc nào các chị phải mua từ 250 trở lên luôn. Hôm nay em sẽ bán cực sốc cho các chị cái mã giả váy này là 140k dành cho những ai chia sẻ livestream 3 lần trở lên nhá. 140k dành cho những ai chia sẻ livestream 3 lần trở lên. Đấy. Đừng có vào đây Hùng. Đây này, mã quần váy siêu đẹp này. Siêu đẹp luôn nhá. Gucci nhá. Gucci này là theo luôn này các chị này. Gucci này là theo luôn, vào đây nhá mọi người nhá. Theo luôn, hàng bò theo rất là đẹp luôn. Đấy. Mềm mịn luôn, chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Em có 3 size, SML, size S dành cho các chị tầm khoảng từ 46 47 cân đổ xuống. Size M dành cho các chị 51 52 cân quay đầu và size L dành cho các chị 56 56 57 cân quay đầu cũng có thể mặc vừa cái mã này nhá. Rất là đẹp luôn này mọi người này, rất là đẹp luôn nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay comment cho em, size kèm số điện thoại cho em nhá. Size kèm số điện thoại chỉ với giá 140 một chiếc quần bò váy như thế này. Đấy, mẫu này đang rất là hot luôn. Cực kỳ là trẻ trung năng động nhá. Chị nào lấy thì comment. Áo phông như em đang mặc cũng có bán có hai màu vàng và đen. Áo phông là 50k một áo cho các chị, dành cho các chị chia sẻ livestream nhá. Áo phông này các chị tầm khoảng 56 57 cân quay đầu đều vừa, hàng chất cotton mát lạnh luôn. Nào ai lấy thì comment nhanh tay cho em nhá. Áo thì comment áo, váy thì comment váy nhá. Quần giả váy 3 size SML nhá chị Mai nhá. 3 size SML. Chị Mai mặc size L đi, mặc size L là vừa rồi. Đây, siêu đẹp luôn. Cực kỳ là trẻ trung luôn. Rồi cho chị cái đó nhé, ly chị Lê Thu Hà chắc là S thôi. Rồi chốt S cho chị Lê Thu Hà. Chà làm gì lấy. Là hôm nọ là lấy cái u mì. Đây S cho chị Lê Thu Hà này. Rồi ok. Quần short size S của chị Hà là một cái quần short size S và một quần giả váy S. À, cho em cho xem phông mèo. Phông mèo em hết rồi nhá. Các chị có thể đổi qua những cái mã phông chữ phông hình này cho em. À, mã phông chữ phông hình này nhá. Hôm nay sẽ sale đồng giá 50k hết này các chị này. Đồng giá 50k hết, rất là đẹp luôn. Đây, phông rất là đẹp luôn. Chị nào ạ? Chị Mai cái L ở đây. Đẹp lắm. Đây đây đây. Rồi ok, chốt L cho chị Mai này. Nào có chị nào lấy thì comment nhá. Đảm bảo mà mọi người mua cái này ở ngoài chốt ít nhất thì từ 250. Có túi nhá. Cái này chưa chích ra. Có túi nhá mọi người nhá. Cái này chưa chích ra. Đều có túi hết. Đều có túi hết. À, đẹp luôn. Cái u mì mà cũng đẹp lắm. Rồi ok, em cảm ơn chị Hà nhá. Nhận được hàng kìa. Nhận được hàng từ hôm qua kia rồi. Cái u mì 44 cúc. Phông lệch vai có nhá chị Quý Phan ơi. Mình bảo đẹp là đẹp nhá mọi người nhá. Không mọi người yên tâm nhá, các chị mua hàng nhà em rồi. Cái nào em bảo đẹp là đẹp, cái nào mà hàng bình thường em sale rẻ thì em sẽ nói với mọi người. Không lấy phông con mèo đâu, lấy hai quần rồi ok thì em mang phông con mèo ra đây vào. Chị Linh Hà. Chị Linh Hà chốt phông mèo đi mẹ. Em đang mặc là mặc M nhá mọi người nhá. Em đang mặc M. Đây có ai chốt phông mèo nữa này. Đây em còn một cái phông mèo nhá. Ai chốt thì comment nhá. Chất phông khô mát lạnh luôn. Chị Mai lấy luôn cái phông mèo đi. Đây áo vàng đây, chị lãng quên có khử có lấy luôn không. Áo vàng toàn bộ 50k hết nhá. Hôm nay em sẽ sale 50k hết.
Quần giả váy là 140 dành cho các chị chia sẻ livestream 3 lần trở lên nhá. 140 dành cho các chị chia sẻ like nhá. Mọi người nhớ là phải chia sẻ like nhiệt tình lên cho em nhá. Đây phông mèo đây 50k này các chị này, chị nào lấy đi comment phông mèo cho em. Từ 40 cân này 60 cân mặc vừa nhá, dáng trẻ trung, Gucci rất là đẹp luôn. Hàng này toàn bộ các chị mua ở shop phải 200. Chị Thuy Phan lấy phông mèo thì cho em xin số điện thoại ạ. Phông bèo tay em đang mặc cũng 50k nhá, chị nào lấy đi comment phông chữ này. Phông bèo tay em đang mặc là 50k nhá, sale rất là rẻ luôn. Rồi ok, mai chốt hàng cho chị. Rồi ok, chị Mai một rồi lãng quên của chị lãng quên có thứ một vàng đang mặc này. Ok, có đơn ở đây rồi. Này mẹ ơi. Rồi ok, cho chị vàng lãng quên có thứ một vàng em đang mặc 50k nhá. Ai lấy thì nhanh tay comment nhá. Nhanh tay comment cho em là 50k này. Vàng đang mặc form rộng hay ôm? Form bình thường chị ơi, form này form bình thường. Phong vừa, chị người nhỏ nhỏ xinh xinh thì mặc cái mã này đẹp. Cái mã này từ 40 cân đến khoảng 56, 57 cân vẫn mặc được mà. Chốt cho chị Thuy Phạm phong mèo này. Các chị đơn có một sản phẩm thì cố gắng chọn giúp em từ hai sản phẩm trở lên thì em mới gửi hàng nhá. Tại vì là hàng nhà em sale rẻ luôn rồi, một sản phẩm thì không bỏ ship của mọi người ấy. Nên là các chị cố gắng chọn từ hai sản phẩm trở lên để mai em gửi hàng cho các chị. Nào có ai lấy thì nhanh tay comment nhá. Phông vàng nghe đang mặc chỉ 50k thôi này. Chỉ 50k dành cho các chị chia sẻ like nhá. Có màu vàng và màu đen. Có màu vàng và màu đen đây. Ai không thích vàng thì có ngay đen nhá. Ai không thích màu vàng rực rỡ thì có màu đen tối giản đấy nhá mọi người nhá. Đây. Màu đen đây. Nào có chị nào chốt màu đen không nào. Quá đẹp luôn này các chị này. Toàn bộ chất phông mát luôn. Đấy. Rồi cùng áo trước nữa nhá. Rồi ok ok chị nhá. Cho chị xem phông lệch vai. Rồi ok xem phông lệch vai đúng không. Đây nhá, có chị nào lấy đen thì comment này. Chỉ 50k một áo thôi. Sốc luôn đúng không. Các chị không mua đâu được hàng vừa rẻ vừa đẹp như nhà em. Đảm bảo luôn. Đảm bảo vừa rẻ vừa đẹp. Lệch vai à. Đây phòng vàng đây đúng không. Đó là một bài vải. Đây là trên. Bên kia đấy. Có cái mã lệch vai mà có trái tim ấy. Đâu. Hiền Hữu Đỗ với một phông đen. Chị Hiền Hữu Đỗ. Chị Hiền Hữu Đỗ một phông đen. Đây. Đây, lấy cái đen trong túi này. Rồi ok, mai em gửi luôn nhá. Chị lãng quên cả thứ. Inbox cho em địa chỉ đi, mai em gửi luôn cho. Inbox cho em địa chỉ để mai em gửi. Đây, con đăng ký mã lệch vai. Quên quá khứ tiện đơn chọn luôn mấy sản phẩm ấy. Hôm nay mình sale toàn hàng đẹp và giá rất là rẻ luôn. Người tranh thủ mua nhé. Bởi vì là hàng mùa hè bây giờ mặc cũng rất là còn lâu ấy. Mà hàng muốn sale đi để chuẩn bị lấy hàng không tư ghi. Sale lỗ luôn ấy. Toàn hàng hơn 100. Đây lệch vai đây nhá. Chị nào muốn hỏi lệch vai nào. Đây, lệch vai đây nha các chị nha. Mã này cũng sale 50k này các chị này. Mã này cũng sale 50k dành cho các chị tầm khoảng 51 cân quay đầu nha. 51 cân quay đầu nha. Mã này em có đỏ, vàng, trắng. Đỏ, vàng, trắng này các chị này. Mã này em cũng sale 50k. Đây nha, mã này cũng sale 50k. Chị nào lấy thì comment trắng cho em nhá. Mã này
em có trắng, có vàng, có đỏ này. Có trắng, có vàng, có đỏ nhá. Mã này 51 cân quay đầu nhá. Từ 40 cân đến khoảng 51 cân quay đầu là đẹp. Có vàng, có trắng, có đỏ này. Chị nào lấy đi comment nhá. Chỉ 50k một áo đây này. 50k quá rẻ đúng không các chị? Quá rẻ mà xinh luôn. Đấy. Chất phông zip nhá, chất siêu mát luôn. Chị nào lấy nhanh tay comment nhá. Các chị mua ở chỗ khác tầm khoảng 80 đến 100 luôn. Đảm bảo các chị mua phải mua từ 80 đến 100 này. Hôm nay sale là 50 này. Chỉ còn vài chiếc thôi. Đấy. Mặc thử đỏ xem nào, ok, mặc đỏ cho mọi người xem. Có chị nào chốt trắng thì comment trắng nhá. Đây là buộc, đây là, đến đâu buộc cái đấy. Ngọc Diệu ơi, đầm hồng sau là 140k. Loại 1 luôn, chắc siêu mềm đẹp. Không bán cái loại 70k, mọi người bán đơ đơ đâu. Đẹp lắm luôn. Này, sốt còn bán 200 rưỡi. Đây nhá, hầu đỏ đây nhá. Đây, đỏ đây. Đây, các chị từ khoảng 50-51 cân đổ lại đây nhá. 50-51 cân đổ lại, chị nào lấy thì comment đỏ cho em. Trắng, vàng và đỏ nhá. Em đủ 3 màu luôn, trắng, vàng và đỏ. Đây chất phông zip đây. Chất rất là mát luôn. Co giãn. Co giãn rất là mát luôn nhá mọi người nhá. Siêu co giãn luôn. Đây siêu co giãn luôn này. Màu vàng, màu đỏ và màu trắng, chị nào lấy màu nào thì chốt nhá. Chốt màu kèm số điện thoại cho em. 50k thôi ạ. Rồi ok. Đỏ cho chị Hiền Đỗ Hữu này. Chất này đẹp lắm mọi người ạ. Đây là riêng cái mã này đó là chất phông zip ấy. Đẹp lắm. Nào có ai lấy đỏ nữa nào. Có ai lấy đỏ thì comment nào. Đỏ, trắng và vàng nào. Hiền Đỗ Hữu trong inbox chị cũng inbox lấy cái gì nên cô kiểm tra. Đây, toàn bộ là hàng zip đẹp đấy mọi người này. Hàng zip đẹp nhá. Áo này 50k này, chị Vũ Dung Quân này. 50k em có 3 màu. Màu vàng, màu đỏ, màu trắng chỉ 50k thôi. Chất phông zip rất là đẹp luôn. Đây, chất phông rất là mát luôn này. Chị từ 40 đến 50 cân mặc là chị nào lấy đi comment từ 40 đến 50 cân mặc là đẹp nhá. Từ 40 đến 50 cân mặc là đẹp. Đấy. Ai lấy đi comment màu kèm số điện thoại. Chỉ có 3 màu rất là đẹp luôn. Siêu sốc luôn, chỉ 50k một áo. Vâng, em ăn rồi anh ạ. Không mặc lệch vai thì như thế này đây này. Vâng, vâng. Bác về chưa? Em chờ rồi đi. Đây, à, đấy à. Không mặc lệch vai cũng được. Đấy, mà mặc lệch vai, bệt vai cũng được. Rất là dễ luôn. Chân váy có đính chai neo em có không? Vâng, đi thì bao giờ đi anh, đi luôn. Thử váy đen đi. Chân váy em còn Gucci. Đâu nhở, cái mã Gucci S không? Đi là phải đi hết cả nhà, chứ đi tập thể thì nó mới đông vui. Hết chai neo rồi, em còn Gucci này chị này. Hết chai neo rồi chị Vũ Dung Quân ơi, còn Gucci. Mà cái Gucci này size to cũng không vừa. Có, đấy, em nhà em đi nhưng mà quan trọng đi, mọi người phải đi hết. Gucci nha. Vui. Rồi, đỏ cho chị Vũ Dung Quân. Vâng. Đi, đã đi là đi cả nhà và chị đi. Mấy khi mà đi được mấy chị em đi hết rồi đi. Có áo hoa nhí không? Mặc đi mua một thể. Để em kiểm tra xem còn mã hoa nhí nào không. Đảo Cô Tô à, Ly vừa đi đảo Cô Tô về. Cháu vừa đi Cô Tô, đừng đi Cô Tô nữa. Nó ở
đông vui lắm mà sang đảo không có chỗ ở, thôi ở Nhật Lân đấy khổ lắm. Bà bác đừng đi Cô Tô tại vì cháu vừa đi qua về. Không có nhà nghỉ, khách sạn để thuê đâu. Đi Cát Bà đi cơ. Vâng. Cái này thì hết S rồi chị ạ, à. S thì chỉ còn cái mã như em đang mặc thôi. Em áo Gucci thì hết S. Mẹ ơi, hôm nay cô kia là S phải không? Nó đi Cô Tô với lại đi cái gì ấy, mấy nơi. Nó đi với nhà Khương. Thôi mà đừng đi Cô Tô. Xin một lần đừng đi Cô Tô. Cô đi Tô khác đi để đi đâu? Lòng đi. Em thì chỗ nào chưa đi? Đi Cát Bà. Bà đi Cát Bà đi, như nó bảo đi Cát Bà đẹp. Chị Son Tha Bùi có phải Vũ Dung Quân một chân váy xe ép thế này, có một áo đỏ này. Hoặc là thôi đi Sầm Sơn lần trước thì con chưa đi ấy. Xong là thống nhất là đi nhanh nhá. Thế thì để em hỏi lại đã. Đi là em phải đi cả nhà thì em đi khoảng đến 1-2 người là em phải đi rồi. Vâng, thế đi chỗ nhà thôi chứ. Vâng. Chân váy là 140. Hùng ơi. Chân váy là 140 chị ơi. Em có thấy chị Sơn Bùi nhá. Đây nhá. Em thông báo lại bác nhá. Chuyển qua một mã phông trắng này. Theo nhá mọi người nhá. Theo đẹp luôn. 50k thôi này, 50k mã phông trắng như em đang mặc này. Chị nào lấy thì comment trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em. Mẹ bỏ đỏ vào cho chị Vũ Dung Quân. Áo đỏ với một chân váy xe S mà chị Vũ. Chân váy là 130k, à 140k. Ai chủ chi đảo Cô Tô? Chị ở lấy chân váy S đâu? Có chân váy S không? Ốc Phúc ạ. Chân váy này chỉ 140 thôi ạ. Nguyễn Thị Kim Tiến có trắng trơn không rộng không có nha. Trắng trơn trắng có nha. À trắng tinh trơn thì cũng có, trắng thì có. Phong rộng, phong rộng có hình thôi chị ơi. Nói chung là toàn bộ đều có hình vẽ. Có hình. Đây em còn một cái Gucci size L này. Còn một cái Gucci size L nhá. S em hết rồi. S thì mã như em đang mặc thôi. Vâng. Còn mà quần chít cái đây, đơn quần chít kìa. Chị Thương đang bảo mạng kém, chị không xem được phát chán. Đây ạ, à, có chị nào lại áo phông em đang mặc thì comment nhá. Phông thêu này, phông trắng thêu cực đẹp luôn. Phông trắng thêu cực đẹp luôn nhá. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Trắng kèm số điện thoại, từ 40 cân đến 60 cân vừa, toàn bộ là hàng Quảng Châu mát đẹp luôn thôi ạ. Toàn bộ là hàng Quảng Châu mát đẹp nhá mọi người nhá. Comment trắng kèm số điện thoại cho em. Ngọc Liên Nguyễn này vẫn còn đơn ở đây mà. Phóng hoa hồng ly cho chị xem. Váy vàng kia bao nhiêu đấy Ly ơi? Váy vàng là 150 chị Liên ơi, váy vàng đẹp đây. Quá xinh luôn này, 150 ấy chị Uyên nhá. Hàng đẹp mà. Chất lụa đẹp cực kỳ luôn. Xịn lắm. Đây trắng này form bé này chị Hà này. Form bé chị Hà mặc được. Form này form bé hàng Quảng Châu đẹp luôn đây. Hàng Quảng Châu mát đẹp. Siêu rẻ chưa từng có. Form bé chị Hà mặc được nhá. Bốn lần mấy con nó không mà này. Không rộng đâu chị Hà, form này form vừa thôi. Đấy Hà
hai mẹ con làm cả lố đấy về mà mua theo lố cho rẻ. Form vừa thôi chị Hà, nếu mà lấy thì comment cho em với chị Hà nhá. Mặc cái hàng thông hơi ấy. Đấy. Form vừa. Em còn mỗi một con vàng thôi, hết trắng rồi chị Duyên ơi. Mua cả lố cho nó rẻ. Đây nha chị nha, đây này, tiếp một mã lệch vai này nhá. Tiếp một mã lệch vai này, sale là 50k nhá. Sale là 50k, mã lệch vai như em đang mặc này 50k nhá. Mã này có màu đen này. Màu đen, màu trắng nhá mọi người nhá. Váy ren là 140 gì Thắm ơi, ren đẹp cực kỳ luôn. Chị Hà ơi, nó không rộng đâu, form vừa. Em mặc chân váy size L chị Vũ Dung Quân ơi. Em mặc L, chị chắc chỉ mặc S thôi. Chân váy này chun mà, cạp chun mà. Đây nhá, đen em đang mặc sale 50k này. Chị nào lấy comment đen nhá, mặc lệch vai hoặc mặc bệt vai cũng được. Chất rất là mềm luôn. Chất mềm siêu thích luôn, 50k đen nhá. Chị nào lấy thì comment 50k đen cho em này. 50k đen. Hoa nhí bây giờ hình như là em không còn, chỉ còn một vài cái thôi để em xem. Hoa nhí chưa hẹn, nó không còn nhiều mẫu lắm. Đấy, cái nào nữa mẹ. Cho chị lệch vai đen nữa rồi, ok. Hoa nhí này. Đây còn bản của mã này. Đây là này, áo này của chị cũng không quân đây này. Đây nha mọi người ơi, like qua cái mã yếm này nè. Mã yếm này rất là đẹp luôn này. Em còn vài chiếc thôi, còn toàn màu đẹp thôi. Em còn vài chiếc toàn màu đẹp này. Tắm rồi. Tắm rồi đấy. Chiều tối mày tắm cho rồi, đấy là tối rồi còn cái gì nữa thế. Đây nhá các chị nhá, đây có 3 màu này. Có màu vàng như em đang mặc nhá. Cái mã này thì từ 40 cân đến khoảng 56, 57 cân vẫn mặc vừa luôn. Từ 40 cân nhá. Áo trắng đấy nó không rộng đâu chị Hà ơi. Nghĩa là nó cũng không phải là dáng ôm. Nghĩa là cái này nó cũng không phải dáng ôm, nó là dáng vừa ấy, dáng vừa thôi chị ạ. Đây này nó cũng không phải là rộng đâu. Mà chất phông thì cực kỳ đẹp luôn. Đây, chất phông hàng Quảng Châu rất là mát luôn, em bao mát luôn này. Bao mát cực kỳ luôn, theo đẹp này. 50k rẻ bèo. Mọi người mua lúc nào cũng phải trên 100k luôn. Thực sự luôn hàng em. Bây giờ là em đang sale để chuẩn bị nhập Montagi. Nên là em sale rất là rẻ luôn. Các chị vừa mua được hàng đẹp mà giá lại rẻ. Tại vì nhá, bây giờ nhá, cái mã này nhá, những cái mã này các chị mặc thoải mái luôn. Bây giờ mới có tháng 6 thôi. Trời nóng vẫn rất là còn lâu luôn. Tận tháng 10 cơ, vẫn còn hẳn mấy tháng nữa cơ. Nên là mọi người tha hồ, mặc vẫn còn rất là lâu. Rồi ok, chốt cho chị Hà cái sáng này. Tại vì là chị gầy nên cũng không nên mặc ôm đâu. Váy em đang mặc là 200, sale còn 140 thôi nhá, anh Việt Lưu nhá.
áo em đang mặc hôm nay sẽ cho mình cái màu trắng vừa nãy với Xuân Bắc Xuân Bằng Nguyên. Nếu mà lấy áo trắng này thì cho em xin số điện thoại nhá. Đâu rồi chị Hà, đâu rồi, ở đây. Đây, áo như em đang mặc này các chị này, hôm nay chỉ sale 80 thôi. Các chị mua được hôm nay sẽ rất là rẻ luôn. Đây, em có 3 màu hoa nhá. Hoa đỏ, hoa vàng và hoa xanh đi. Gọi là hoa đỏ, hoa vàng, hoa xanh. Chất lụa đẹp, chất lụa hoa 3D đẹp luôn. Các chị mua chỗ khác toàn phải 120 trở lên, 120, 150 trở lên. Ở shop nó còn bán đến 200 đấy các chị ạ. Rồi mai em gửi luôn. Em cao 1m6 á. Xuân Bằng Nguyễn một áo trắng này. Các chị có đơn rồi cố gắng chọn cho em từ 2 sản phẩm trở lên để em gửi hàng nhá. Xuân Bằng Nguyên. À, 50k nhá. 01 0129 này. 0129 75 à 785 785 0129 785 3402 3402. Rồi ok. Váy này 61kg vừa không vừa chị Dăm Bông ơi, chân váy này 61kg vừa nhá, mặc size L luôn. Ship code 30k trên toàn quốc nhá, áo là 50k. Ship code 30k trên toàn quốc đây nhá các chị nhá. Cái mã yếm như em đang mặc đây này, hôm nay em còn 3 màu nhá, hoa màu đỏ, hoa màu vàng như em đang mặc và hoa màu xanh. Toàn bộ là màu nào cũng đẹp luôn. Đây màu nào cũng toàn là màu đẹp này các chị này. Toàn là màu đẹp thôi, hôm nay sale 80k. Các chị mua ngày hôm nay giá rất là lợi luôn, tại vì toàn là hàng đẹp mà giá lại rất là rẻ. Đây, từ 40 cân đến 56, 57 cân vừa nhá mọi người nhá. Comment giúp em mà màu kèm số điện thoại. Hoa như em đang mặc là hoa vàng, hoa xanh và hoa đỏ ạ. Hoa vàng, hoa xanh và hoa đỏ, màu hoa nào mặc lên cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp, tại vì những cái mã hàng này này, cái hàng cao cấp này nhá, hàng này hàng thiết kế mà hôm nay em sale thôi. Người ta chọn màu rất là kỹ rồi, màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp hết ạ. Nên là ai lấy màu nào thì nhanh tay comment này, em chỉ còn vài chiếc thôi. Còn vài chiếc thôi, mọi người nhanh tay mua đi nè. Đây, bán đinh này. Đinh này người ta bán luôn. Chị Dăm Bông lấy quần váy thì comment quần váy giúp em nhá. Nếu mà lấy quần váy thì comment quần váy. Nhận được hàng em gửi lần trước cho chị Dăm Bông. Nếu mà lấy thì comment quần váy cho em. Rồi em mặc hoa đỏ cho mọi người xem. Áo trắng vừa nãy 41kg mặc được. Tại vì cái mã đấy là form vừa mà, không phải form rộng đâu, form vừa. Đây em mặc đỏ cho mọi người xem này. Có ai chốt vàng không? Màu vàng này nhìn rất xinh này. Màu vàng này rất xinh mà. Áo ren ba lỗ hôm qua em vẫn còn. Quần em mặc là 200, sale còn 140 nhá mọi người nhá. 200 sale còn 140. Đây còn một cái mã Gucci này cũng đẹp này. Em còn một cái màu đậm này size L này. Một cái màu đậm này size L rất là đẹp luôn. Màu đậm này size L rất là đẹp, còn một chiếc nhá. Màu em đang mặc là màu nhạt. Chỉ 140 một quần thôi nhá các chị nhá. Đây hoa đỏ đấy chị Hiền Đỗ Hữu này. Hoa đỏ đây này. Đấy các chị có thể nhìn thấy nhá, cái phần nách của nó may rất là ôm sát luôn. Ôm sát nhá, rất là đẹp luôn, trẻ trung này. Hoa 3D quá xinh luôn. Chị nào lấy đi chốt cho em nhá. Chốt màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số. Chị ơi cái vàng đẹp thật, cái của chị hôm qua phải cái vàng như màu em mặc không? Hôm qua là chị lấy cái màu nào? À, hôm qua chị lấy cái màu vàng khác. Hôm qua chị lấy cái màu khác, chị mặc ái á. Hôm qua chị lấy cái màu đấy cũng đẹp. Hôm qua của chị là vàng khác. Cái vàng đấy cũng đẹp, cái vàng của chị hôm qua lấy cũng đẹp. Nói chung là cái mã này toàn màu đẹp thôi, màu nào cũng đẹp hết luôn.
Chất này nó hàng xịn, nó không như cái hàng rẻ này. Đấy. Ba lỗ ren hôm qua đâu còn một chiếc ba lỗ ren hôm qua màu be đâu nhỉ. Áo này hôm nay các chị mua sẽ được giá sốc là 80k nhé mọi người nhá. Hôm nay các chị mua áo như em đang mặc đây một cái, sẽ được mua giá sốc là 80k. Cái màu be ấy mày. Be. Không, cái màu be ren mà ba lỗ cơ mà. Hôm nay còn để đây. Không, có chị nào không lấy nó chị lại đổi ấy. Đây em đang tìm rồi nhưng mà chưa thấy cái ba lỗ ren. Quần váy lấy một chiếc. À, chị giam bông lấy màu nhạt hay là màu đậm? Quần này 61 cân vẫn mặc vừa mà mẹ nhỉ. Chị giam bông lấy màu nhạt hay màu đậm ạ? À? Màu đậm là cái này nhá. 61 cân thì mặc size L. Đây, màu đậm là cái này, còn màu nhạt thì em đang mặc. Chị giam bông lấy màu nào? Chị giam bông nhận được hàng mà em gửi lần trước chưa? Chắc nhận được lâu rồi chứ. Đây, chốt cho chị giam bông này. Lấy màu nhạt hay màu đậm thì comment cho em. Áo hôm nay các chị mua sẽ được giá là 80k. Sốc không các chị? Quá sốc luôn đúng không? Áo vừa rẻ còn vừa đẹp. 80k áo như em mặc nha. Hôm nay các chị mua thực sự là quá sốc luôn. Em sale. Sale lỗ vốn luôn. Sale hết. 0906 này. Không chín không sáu tám năm bốn tám màu nhạt rồi ok 8548 0906 8548 49. Em chốt cho chị mấy màu nhạt nhá, ok tình yêu, quá đẹp luôn đúng không? Chị nào lấy thì nhanh tay comment nhá. Lấy áo như em đang mặc thì comment nhá. Chỉ 80k thôi, các chị hôm nay mua được giá quá sốc luôn. Tủ nhà chị trần kín quần áo em rồi. Chắc của chị đơn của chị chắc ngày mai nhận được thôi chị là cái á. Em gửi rồi mà. Từ hôm qua hàng nhà ly hàng đẹp giá rẻ. Các chị mua không bao giờ mua rồi mà phải thất vọng. Nên là các chị ủng hộ em ly. Chị biết làm sao dạo này nó mạng nó kém tương tác. Nên là mọi người vào xem ít thì cũng buồn. Thì các chị khách quen là vẫn ủng hộ ly đều luôn, cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Đây là mình đây. Mình bán hàng mọi người có biết không, những cái hàng nó mấy chục nghìn đường may thứ có khi nó hơi kém, về nhà mình có máy á, mình may lại, mình là lại, mình dám gửi đi cho mọi người đấy. Mọi người xem những cái đường may thứ lại xem mặc siêu bề luôn, chứ nếu mà các bạn mua ở chỗ khác có khi mặc về mấy hôm nó tuột nó bục luôn ra ấy. Nhưng mà mình á, thật sự á, nhiều những cái hàng mà họ là mấy chục nghìn thì chắc chắn đường may nó sẽ không thể nào nét được bằng cái mình may lại, không mình là lại phẳng phiu cẩn thận gửi đi cho mọi người. Nên là đóng đơn nó chậm, ly suốt ngày bảo mẹ đóng đơn chậm, nhưng thật ra mình muốn làm cẩn thận cho các bạn. Lần nào mẹ em quen. Trước khi gửi mẹ em là hết lại cho các chị ấy. Hết là hết lại, xong rồi may hết lại chỗ nào mà ví dụ là quần lanh 25 nghìn một cái may lại. Hàng rẻ thì nó không thể bay được chắc chắn nhiều. Rồi ok, hoa đỏ cho chị Hiền Đỗ Hữu này. Thì các chị đấy. Mua những cái hàng tiền trăm này hoặc là cái loại 780 thì nó may đẹp lắm rồi này. Nhưng cái hàng này thì may rất là chắc chắn. Nhưng cái hàng nó có 20-30 nghìn ấy, thì nó may làm sao chắc được, mình phải may lại cho các bạn luôn ấy. May lúc nào cũng may với là lại mấy em buồn cười lắm. Áo chị bận vừa không? 61 cân với bận vừa không nhỉ? Cao bao nhiêu? 61 cân cao mét bao nhiêu hả chị? Đây mà lên bộ dài à, bộ dài này còn nhiều bộ dài lắm nhưng mà nóng hết ngại lai. Quần bò dài à, quần bò dài á. À. Chị Khánh Huyền đây. Khánh Huyền được chưa thì sao nhỉ? Đây, chị Huyền đôi nhỉ. Nào, có chị nào lấy thì comment này. Toàn hàng đẹp mà giá sốc giá rẻ thôi, hôm nay sale hết. Em quyết tâm sale hết rồi. Sale hết, nghỉ bán, chuyển sang quần áo thu. Hoa vàng đấy chị Đinh Mạnh Hoàn này. Hoàn đấy. Đây chị còn một chiếc vàng. Ly yên tâm về chất luôn. Còn một chiếc vàng đấy chị này. Đây
Đây chị Đinh Bình Hoàn có hoa vàng này đẹp này, chị hỏi hoa vàng suốt, chị có lấy cái này không? 61 cân 1m6. 1m6 thì bằng mẹ. Cho mình cái áo hồng đằng sau. Rồi ok, áo hồng đằng sau. Áo phông là toàn hàng của trơn chất mát đẹp luôn, mình sale 50k hết nhá các bạn nhé. 50k hết. Đầm sau lưng 67kg, 67kg thì không vừa. Đây nhá, chốt cho chị Xuân Bắc Nguyễn. Rồi ok. Đây chốt cho chị Xuân Bằng Nguyễn cái hoa cái màu hồng này nữa này. Đẹp cực kỳ luôn này các chị này. Nhìn chất phông nhà em nó mát lạnh như thế này mà chỉ có 50k. Rẻ quá rẻ luôn ấy. Đây. Đây đi. Váy vàng là 150 nha mọi người nhá. Đổi hoa vàng sang hoa đỏ này. Rồi ok, đổi cho chị này. Hoa nào cũng đẹp mà riêng cái hàng đất này của người ta may người ta chọn màu vải rất là kỹ luôn. Ba lô gen còn nhưng mà bây giờ em không biết là nó đang ở đâu ấy chị ạ. Ba lô gen chỉ còn cái hàng buộc thôi, còn cái hàng màu be không còn. Còn cái hàng mà ba lô gen mà buộc qua đây thì còn. Đây này, chị Hiền Đỗ Nghĩ này. Em đổi hoa đỏ sang hoa vàng cho chị nhá. 61 cân này em sợ là không vừa tại vì áo này nó không giãn. Sợ không vừa đâu. Mẹ thử xem có vừa không này. Mẹ em thử xem có vừa không. Nếu mà mẹ em vừa thì là chị vừa. Tại mẹ em cũng bằng cân chị với cao bằng chị mà. Đây chị này, áo hồng đây nhá. Đẹp cực kỳ 50k. Khánh Huyền bảo xem những gì nhỉ? Xem cái áo ren bây giờ không biết nó ở đâu. Nhà em nhiều lắm. Đâu mẹ quay sau xem ạ. Chắc các chị không béo như mẹ đâu. Đây cái này mẹ em 61 cân vừa này. Mỗi tội là mặc chồng mà nhìn nó buồn cười. Mặc lồng lên nhìn buồn cười lắm. Mặc lồng mà buồn cười chứ các chị mặc như thế này nhìn đẹp mà. Đẹp lắm, không mặc quá đẹp. 61 cân vừa nhá, mẹ em vẫn vừa này. Nếu mà chị lấy đi comment cho em thì dám bông nhá. Tại vì người mẹ em cũng không gọn đâu. Tại vì người mẹ em lỏng người lắm. Có nhiều chị 61 cân nhưng mà người gọn cực luôn. Chị 61 cân nhưng gọn ấy, người mình lỏng lắm. Đây có phải cái ren này không phải chị Khánh Huyền? Đen này còn duy nhất một chiếc trắng. Còn hồng, không lấy hồng. Trắng be đen thôi. Bao nhiêu? 90k. 90k nhé, mặc lên thì các chị biết rồi, dáng rất là đẹp luôn. Hôm qua em mặc không mặc xem. Cánh Huyền hơn 50 cân, 50 cân. Cánh Huyền hơn 50 cân, chị mặc đẹp. Đây, em còn duy nhất một chiếc trắng này thôi. Chị nào lấy nốt thì comment gen trắng kèm thủ điện thoại cho em. Tầm khoảng đây mặc thử gen trắng cho mọi người, chắc tầm khoảng 51 cân thôi đầu thôi. Xuân Bằng Nguyễn cho chị xem lại cái hồng. Cho xem lại rồi thôi. Đây. Cái hồng đây nhá. Hồng này quá đẹp luôn, của 50k các bạn không cần phải xét đâu thật. Cứ combo mấy cái toàn hàng đẹp và giá rẻ. Đây là siêu chứ bình thường cái chất này. Chất phông này siêu mịn mát luôn nhá. Chị dăm bông chị lấy một cái áo em đang bận. Rồi, chị dăm bông lấy một cái đi đang mặc ở cái vừa mà này. Cái hoa đấy. Vừa đấy, mình 61 cân. 60 61 cân nhưng mà mình rộng. Tại vì nó là dáng yếm ấy nên nó may nó bo gấu nó thoải mái mà dễ chịu đấy. To quá, cái này đâu có to, áo này 40 cân mặc được mà áo phông nó là dáng xương mà. Mẹ ơi, kéo con lên.
Áo trắng này các chị tầm khoảng 50 cân quay đầu này, thôi chị để. Cái này để con mặc nhá. Không, đấy cái hoạt động. Cái này thì mặc phải mặc với chân váy xòe màu đen thì đẹp này. Cái này các chị bận với chân váy xòe màu đen thì đẹp lắm. Xuân bằng Nguyễn bao nhiêu cân rồi? 41 cân thì không. Chả rộng đâu tại vì là chị vì là áo không ý. Mặc là chị chọn mặc đây còn đây. Mà chị sợ rộng chọn mặc khác nhưng mà không mặc rộng vãi càng thoải mái mà. Cái này là của chị Trâm Đông mà Trâm Đông này. Đây cái ren này lên đẹp lắm, các chị mặc với cái chân váy xòe màu đen nhá. Okay, quá đẹp luôn. Nguyễn nhá, là cái trắng tí đó, lila những cái mã phông nhỏ hơn nên chọn nhiều mã, nói chung những cái mã phông ấy còn rất là nhiều. Ren này còn một chiếc 90k cho chị nào lấy nốt này. Chị không lấy màu hồng đâu. Rồi ok chị nhá. Đây nha, em còn một chiếc ren 90k này. Chị nào lấy thì comment tên 90k kèm số điện thoại cho em. Tầm khoảng 50 cân quay đầu mặc đẹp thôi nhá mọi người nhá. 50 cân thôi. Từ 40 đến 50 cân. Rồi ok cho chị Hiền Dương. Hiền Dương 50 cân. Chị Hiền Dương bé như thế sao lại lấy chân váy L hả chị? 50 cân mặc chân váy M thoải mái mà. Chị mặc M thoải mái, em bông đùi to em cũng chỉ mặc M. Rồi ok cho chị Hiền Dương này. Chị Hiền Dương có một áo có áo hoa ở đây rồi kìa. Đấy, bên trong. Đấy. Chị Hiền Dương có áo hoa hôm qua ở đây rồi. Đúng số rồi. Đấy kéo con. Chị Hiền Dương chỉ mặc chân váy mờ thôi. Thế thì chị có chốt chân váy mờ không để em gửi? Chốt chân váy mờ không để em gửi tại vì là em 50 cân mông đùi to. Em chỉ mặc chân váy mờ. Mặc lờn rộng kèm cả chân váy nữa. Chân váy Hiền Dương cũng chốt chân váy mờ không, bởi vì nếu mà bạn mặc được cái áo ren trắng này ấy, tầm 51 cân đổ lại thì chỉ mặc chân váy mờ thôi. Chân váy L phải từ 55 cân đổ lại, 56 cân thì ok đấy. Rồi ok thì Hiền Dương nhé. Rồi chị chốt chân váy mờ nhỏ mà không ấy đâu. Rồi ok. Chị đưa một chân váy mờ mai gửi luôn. Đây. Chân váy mờ. Chân quá đẹp luôn. Đây, chân váy mờ của chị đây nhá. Chất hàng loại 1 luôn, những cái hàng này hàng nhái của nó có mấy chục nghìn cũng có nhưng mà chất vải của nó sẽ xù xước không ra cái gì luôn. Nhưng mà hàng này các bạn mặc sướng đời luôn. Chất siêu đẹp luôn. Người bán rẻ nhất phải 160, chỉ bán 120.000. Quá là rẻ. Em đắt quá. Đúng rồi nhá, quần này nó là quần giả váy, có một lớp quần ở bên trong. Có một quần ở trong, quần của nó là vải của nó luôn ấy, vải chất đẹp của nó luôn. Chứ không phải là cái chất xấu đâu. Chị ơi đẹp lắm ý. Yên tâm nhá. Đây nha, tiếp một áo phông em đang mặc cái này nhũ này mọi người này. Nhũ này, đẹp cực kỳ luôn. Nhũ đẹp nhá, co giãn thoải mái, kể cả các chị 60 cân vẫn vừa này. Các chị nhìn cái chất co giãn này đấy, đấy ôm vào người ngay, cái chất rất là mềm luôn. Chất rất là mềm nhá, 60k chị nào lấy comment cam cho em. Hôm nay nhũ này mình theo số 60k nhá, chất siêu đẹp luôn. Các bạn nhìn cái đường may của nó thì biết nét, hàng này hàng đẹp thì đường may của nó rất là nét luôn. Rồi ok Hiền Dương mai mình gửi luôn nhá. Em còn hai cái nhũ thôi, của chị nào lấy thì comment nhũ cam cho em. Chị nhận được quần rồi, nhưng cũng vẫn hơi chật em ạ. Chị Nguyễn Huệ. Ôi, XL vẫn chật. XL vẫn chật à chị? Như vậy là bao nhiêu cân? Quần đấy gần 60 cân vẫn mặc được mà. Chị có 55, 56 cân thật chật nhỉ?
chị mặc hơi chật thì chị mặc mấy lần nó giãn ra đều đều, nó giãn vải đều ra là tại vừa. Vì em thấy cái form này nó cũng rộng hơn các form khác, em nghĩ ít lời em còn sợ chị mặc rộng cơ. Mã này còn duy nhất một màu này, ơ sao con không nhìn thấy comment của Huệ. Rồi ok Hiền Dương nhá, cảm ơn nhá, mai mình gửi luôn. Ơ con không nhìn thấy comment của Huệ đâu nhá. Không nhìn thấy đâu. 5-6 cân nhưng bụng chị to. Uống nước lọc buổi tối giảm bụng đi. Giảm bụng chị ơi. Mặc vậy là nó cũng thoải mái mà. Cho chị thêm cái băng này nhé. Rồi ok, cái này ôm này. Có chị nào lấy này. Cái áo hoa ấy, chị Tiên Trần mà chị lấy cái áo hoa ấy là áo nào? Chị Tiên, Tiên Trần này áo hoa ý là áo nào? Nhìn đẹp. Vâng, cái đấy giảm bụng đi một tí. Tại vì em bình thường ấy buổi tối là này mình đang uống nước lọc. Bình thường em nhá. Đừng đi ô tô, không đi ô tô là. Không đi ô tô, đi chỗ khác. Xin một lần đừng đi ô tô. Nhà Lập Thi này, nhà mình này, nhà anh Phúc này, nhà anh Phượng. Áo hoa này chị Tiến Trần. Nhưng mà đẹp thì vậy đó, nhưng mà đẹp. Tại vì chị Huệ ơi, tại vì là bình thường nhá, áo quần baggy đấy em mặc size L ấy, em mặc size L mới vừa. Nhưng mà em thấy cái form đấy em chỉ mặc M thôi, em mặc M là vừa, em thấy cái form đấy rộng thoải mái ấy. Em cứ nghĩ là XL thì em còn sợ chị mặc rộng ấy. Tại vì đợt trước chị cũng mặc size L mà. Đấy mà em còn thấy cái form này nó rộng hơn. Mẹ em đang uống nước lọc giảm cân buổi tối này. Đây có phải cái áo này không này chị Tiến Trần này, nếu mà đúng thì comment nhá, hoa đỏ kèm số điện thoại cho em nhé chị Tiến Trần nhá, nếu mà đúng thì comment hoa đỏ. Giảm cân là an toàn thì giới thiệu cho mình. Mẹ em cần mua thuốc giảm cân gấp. Đi cô tô trắng đúng rồi chị bạn, cho em xin số điện thoại với ạ. Bố có mà đi, anh có đi không? Chị lấy áo em đang mặc nhé. Rồi ok chị Linh Hà, áo em đang mặc. Áo vàng mèo đấy, thích ai. Cố lên chị ạ, cố lên, cố lên. Áo em đang mặc có màu khác không? Áo em đang mặc không, chỉ có một chiếc thôi. Chị Linh Hà cho em lại số điện thoại với ạ. Chị Tiến Trần comment số điện thoại nhá, chị Linh Hà cho em xin lại số ạ. Đây còn một cái màu xanh teo này đẹp này. Giống mẹ em đây. Mình mới bị lên cân. Mới bị tăng cân. Chị Huệ đang hỏi. Chị Huệ á? Lấy màu vàng. Hết vàng Tiên. Chị Tiên Trần lấy áo này cho mình xin số điện thoại. Áo này lấy cho chị Linh Hà. Chị Linh Hà cho em lại số điện thoại nhá. Đây nha mọi người nha, em còn sót một cái áo màu cam này này. Chất phong zip lần trước toàn bán 80-100 cho mọi người thôi. Còn một chiếc sale 50 nhá, 50 cân quay đầu nhá. Comment cam kèm số điện thoại cho em. Em mà không lệch vại được. Áo hoa là 80.000. Áo hoa là 80 ạ. Sao điện thoại con có không? Không nhìn thấy comment luôn. Sao lại vậy nhỉ? Chị hai áo cổ tim. Hai áo cổ tim hết rồi chị ơi.
rồi chị ơi, chỉ còn một cái thôi. Còn một cái thôi. Chọn mẫu khác có cổ tim ấy. Chị chọn mẫu khác đi, cổ tim em còn nhiều mẫu mà. Cổ tim em còn nhiều mẫu mà. Đúng rồi, tập aerobic thì giảm cân nhanh lắm. Ơ, sao con không thấy comment vậy? Sao con không nhìn thấy comment của mọi người? Uống thuốc không giảm đâu chị ơi, chị có tập thì mới giảm. Đây, áo hoa đây. Tiền chưa? 163, mẹ ghi số chị Linh Hà rồi. Mẹ ghi nhầm số rồi. Điện thoại con không nhảy comment luôn. Đấy, áo cổ tim, Linh Hà là áo cổ tim. Chị Tiến Trần chưa cho em xin số điện thoại. Chị Tiến Trần cho em số điện thoại nhá. Ai lấy áo em đang mặc thì comment cam nhá. Không nhìn thấy comment luôn. Cam kèm số điện thoại cho em. Chị Thùy Dương bảo cộng hai áo cốt tông là phải biết cái gì. Chắc là chị hai áo cổ tim. Cốt tông. Cổ tim em còn nhiều mẫu mà. Em di chuyển sang những mã cổ tim này nhá. Sale 50k hết mọi người ạ. Chất đẹp được luôn. Các chị sao 20 anh nhìn ở trên 20 thì xuống. Em cứ để áo và áo cho nó nhịn nhiều xong mình mới không nhìn là em áo là dáng như thế này. Đây nha. Đây nha, nhá. Em chuyển qua cái mã cổ tim này này. Cổ tim nhá, đây là thêu này mọi người này. Thêu nhá. Mã này các chị tầm khoảng 52 cân quay đầu. Cũng chỉ 50k thôi, em có màu nâu với lại màu hồng. Có màu nâu với màu hồng này mọi người này, màu nâu với màu hồng nhá. 50k nhá, chị nào lấy comment nhá, màu kèm số điện thoại cho em. Màu kèm số điện thoại cho em ạ, nâu với hồng này, quá đẹp luôn, 50k nhá. Quá rẻ mà đẹp. Thật sự quá rẻ đẹp, chất cốt tông mát lạnh luôn. Quần bò đi em, quần bò em có like một số mẫu lúc nãy rồi các chị. Muốn mẫu bò dài hay là bò sóc à chị? Chị Hương. Đây bò dài đây, em vừa like đây, bò siêu đẹp đây. Thế thì chị không mặc vừa đâu. Không phải chị Thùy Dương kia đâu, chị Thùy Dương khác. Đây nhá, em có màu hồng với màu nâu này, ai lấy mã này thì comment này, tổng khoảng 52-53 cân quay đầu thôi. Mã này chất cốt tông cũng mát. Trái tim theo. Dạ Lan Hương, hôm nay cổ tim của chị là tim hai mặt chứ, hôm nay chị lấy cổ tim nào ấy? À, cái cổ tim hồng hàng 60 của chị phải không? Phải chị Dạ Lan Hương phải không? Thì là tim hai mặt. Có phải chị lấy cái tim màu hồng chất phông zip không? À đúng rồi. Đây chị lấy cái tim màu hồng này. Cái hàng 60 đấy là tim hai mặt. Còn Gucci đen còn không? Còn Gucci đen sang tuần nhé chị Thi Ốc nhá. Sang tuần khách nhà em đặt nhiều quần đấy lắm. Đặt mấy chục chiếc rồi. Sang tuần về. Hai mặt mà chị. Đúng rồi đấy. Cái của chị là cái có chữ này cơ. Đấy, phong bạc là sau em treo đây đây. Ok, quần đẹp lắm. Chị mặc hôm đấy chị Thi Ốc gửi size L thì phải. Hôm nay chị lấy L hay là XL nhá, vừa vi là chị. Đẹp mà. Nhà em có khách còn đặt 10 cái cho bạn luôn. Hôm nay có bao nhiêu khách ý, đặt luôn 10 cái luôn ý. Ai cũng khen quần đấy chất đẹp với lại form đẹp. Đây nhá, bạn gì bảo xem áo phông vàng đằng sau đây. Quá đẹp luôn, cái mã này đằng sau nó có dốc cơ này. Rất là xinh luôn. Hàng này mình đang sale là 70k nhá. Hàng thời trang. Chất siêu xịn luôn nhá. Chất phông zip đẹp, mỹ mã luôn.
Vừa in luôn đẹp lắm. Lần sau về lấy màu trắng đi chị ạ, màu trắng form cũng đẹp mà. Lần sau em về chị lấy màu trắng đi, màu trắng đẹp cực kỳ luôn. Nhiều khách nhà em cũng đặt trắng lắm. Ấy chị nào hỏi váy hồng đấy nhá, gen hàng loại một luôn, chất siêu mềm đẹp các bạn. Mặc đi chơi đi đám cưới thì xinh lung linh, xinh hơn cả cô dâu luôn. Xinh mặc lại nổi bật hơn cả cô dâu. Đấy, váy này là 140.000 cho các bạn từ 53-54 cân đổ lại nhé, từ 45 đến 53-54 cân. Đây nhá, rất là đẹp luôn. Theo ủn ỉn lấy phông vàng thì comment cho mình nhá, phông vàng đấy còn duy nhất một cái thôi, chất xinh hàng đẹp. 70k nhé. Chị đi ông chị lấy gửi rồi. Phong nghe em mang mặc chỉ 50k nhá. Ai lấy phong nghe đang mặc thì comment nhá. Ai lấy quần Gucci đen trắng thì sang tuần về. Hiện tại là mã đấy em hăng hết. Phong vàng cô gái cũng đẹp lắm, màu nào cũng ưng. Ông tâm về chất luôn mọi người ạ. À. Vừa hàng em vừa đẹp giá lại còn vừa rẻ nữa, mọi người mua vừa yên tâm về chất nhá, lại còn vừa yên tâm về hàng. Phí ship lại còn quá rẻ. Còn bò em đăng hôm nay like chưa? Gửi cho chị áo chưa, chị Thanh Huyền Nguyễn ơi. Gọi điện rồi là chốt đơn rồi là gửi đi rồi. Mẫu quần bò hôm nay em đăng có, em có like rồi đấy, quần short với lại quần dài đúng không? Em like từ đầu like rồi đấy chị. Chị muốn mua quần short hay là quần dài? Chị Thanh Huyền Nguyễn hình như là gửi rồi ấy. Gọi, nhà em cứ gọi điện chốt đơn rồi là hàng được gửi đi rồi. Chưa có đơn mà. Đây, mã này này chị này. Đây nhá, mã này chị Vũ Dung Quân mà cũng đẹp nhá. Em đảm bảo luôn, bên ngoài đẹp cực kỳ luôn. Quần nhà em bên ngoài đẹp cực kỳ luôn, không đẹp không lấy tiền quần này luôn. Đây, rất là đẹp, form chuẩn đẹp luôn. Nên form chuẩn đẹp lắm ý, đẹp cực kỳ luôn ý. Form rất là gọn luôn. Mà hàng bò hàn chất co giãn, các chị nhìn hàng cái thớ vải của nó biết này, nhìn rất là khôn quần luôn. Mà em bán chỉ có 150 rẻ không, chỉ nổi á, nhìn cực kỳ trẻ trung luôn. Đấy, form rất là đẹp nhá. Có cả mấy màu cơ, màu đậm, màu nhạt. Đây là dáng Becky này. Có rất là nhiều dáng luôn. Quần bò nhà em còn nhiều lắm ý. Nhiều ơi là nhiều ấy. Chưa bán hết. Chưa đăng mẫu cho mọi người xem. Mình thích cái inbox hỏi mẫu họ màu kia mà các chị không thấy mình like sao mà không phải chọn luôn nhỉ? Nhiều người không thấy mình like đấy. Đây, toàn là form đẹp thôi. Toàn là quần đẹp nhá mọi người nhá. Toàn hàng đẹp thôi. Toàn hàng bò giấy, 150 một quần nhá. Chất siêu mềm đẹp luôn. Quần dài là 150 nhá các chị nhá. Chất siêu mềm đẹp luôn. Vài chín tóc. Cái xanh thì là dài này, còn cái đậm thì chín tóc. Chín tóc thôi, nhưng mà các chị nào cao dưới 1m6 thì mặc nó cũng dài này. Đến mắt cá mà, tha hố đến mắt cá. Cao trên 1m6 thì là trên mắt cá, còn cao dưới 1m6 thì là mắt cá. Đẹp cực kỳ luôn. Toàn bò đẹp mà mọi người, toàn hàng đẹp thôi.
không mua thì chịu, quá tiếc luôn. Đây mẫu phông em đang mặc đây mọi người này, chất phông zip này. Đây nhá, hoa chữ ở đây nhá. Mã này là 60k nhá. 60k các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu là đẹp này. Có màu hồng với màu cam. Đây, màu hồng với màu cam này mọi người này. 60k một áo nhá, chị nào lấy màu nào thì comment màu cho em. Chỉ 60k thôi. 60k có rẻ quá không hả các chị ơi? Rẻ đúng không? Cực kỳ là sốc luôn. Sao con không nhìn thấy comment ở trên để con trả lời các chị nhỉ? Nó bị sao rồi ấy. Không chạy thế nào, từ nãy giờ cứ 20 ngày làm gì thôi đi. Tại vậy nhỉ? Chưa thấy gọi à chị, chưa thấy gọi thế thì có khi là gọi nhưng mà không thấy, không ấy rồi, chị không nghe máy rồi. Thanh Huyền Nguyễn. Có chị Thanh Huyền cái gì ấy. Gọi nhưng mà không thấy nghe máy nhá chị ơi. Chị nghe máy đây có gọi. Áo em đang mặc quần chín tấc nhá chị nhá. Gọi nhiều lần mà không thấy nghe là thả luôn. Nhà em có gọi hết đây nhưng mà nhiều người không nghe máy lắm. Hoặc là các chị không để ý điện thoại chẳng hạn hay như nào đấy. Comment không hiện lên màn hình luôn. Mạng bấm này nó kém, nó làm sao ấy các chị ạ? Chán cực kỳ luôn. Thấy hiện comment luôn, em còn không nhìn thấy hiện comment đấy chị ạ. Không biết là mọi người bình luận cái gì. Cái váy đằng sau bao nhiêu tiền vậy? Chị hỏi váy ren hay váy nào chị Huyền ơi? Chị hỏi váy ren hay là váy nào ạ? Ơ con không thấy. Con không thấy ấy đâu nhá. Này nó cứ vui lòng kiểm tra kết nối internet. Hay là bị sao rồi? Quá tài. Chẳng nhìn thấy comment. Mọi người ơi không nhìn thấy comment em nghỉ nhá. Ngày mai sẽ like tiếp nha mọi người nhá. Mạng mới nay chán quá. Váy ren là 140 chị ơi. Váy ren là 140 thôi. Quần bò 9 tấc. À quần bò 9 tấc là 150 chị Hương này. Bò 9 tấc nhá. Có màu đậm và màu nhạt nhá. 150k đây bây giờ mình nhìn thấy comment chơi quá được luôn. Ngày mai này mọi người mặc đi làm đi chơi đều được hết. Bỏ giấy rất mềm đẹp, rất đẹp luôn. Đây bỏ giấy siêu mềm đẹp luôn, các chị mặc đi làm đi chơi được hết nhé mọi người nhá. Đi làm đi chơi được hết, bao đẹp hết. Đấy. Chắc rất là sướng luôn. Mẫu này có đủ size đấy, có cả 2XL này. Rộng thế nhỉ, có cả size to luôn, không để ý. Có cả size cho các chị trên 60 cân luôn. Chắc lúc ấy nó làm sao ấy. Con còn không nhìn thấy comment đi, nó chả chạy comment này. Chả nhảy comment thì nào. Tôi thấy đứng nhìn thấy, không biết là các chị có hỏi cái gì không. Có ly vừa dơ là màu sẫm. Có hai màu sẫm. Ai hỏi gì ấy? Em vừa dơ là màu sẫm. Có màu sẫm và màu sáng này các chị này. Các chị chấm chấm cho em xem mà comment nó. Mọi người chấm chấm đi để em biết là comment nó có hiện không ý. Tại vì comment nó không hiện nên là nó. Em không biết là các chị hỏi cái gì ý, không biết là bạn ông này nó làm sao ý, chứ không phải là em không trả lời nó nhá mọi người nhá. Không phải là em không trả lời mọi người đâu. Có, em không nhìn thấy comment của mọi người ấy.
Xem ở hai điện thoại có comment hiện, có comment không hiện, em cũng không biết là tại sao. Đây bây giờ mới nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thu Thủy này. Mạng hôm nay nó bị chập chờn. Cái mã này có màu sáng với màu tối mọi người ạ, màu sáng với màu tối nhá. Chỉ 150k một quần thôi, siêu đẹp luôn, siêu rẻ. Siêu rẻ, siêu rẻ cho các chị có size từ cho các chị từ 40 đến cả trên 60 cân nhá. Từ 40 cân đến trên 60 cân em cũng có size luôn. Đây các chị này bò Hàn, bò xuất đẹp luôn, chất co giãn, form chuẩn đẹp đấy. Form đẹp cực kỳ luôn. Nhìn rất là khôn quần nhá, quần co giãn như này mà các chị. Mẫu áo 2 dây mặc với con sóc có mà, mẫu áo 2 dây mặc với con sóc em có luôn. Có luôn. Còn mấy chiếc sale cho các chị này. Con trả con ba cái. Mẫu quần đang xem bao nhiêu? Mẫu quần em đang cũng chỉ là 150 nha mọi người nhá. Đây 50 cân thì tầm nếu mà người gọn ý thì mặc size M. Còn người nếu mà các chị muốn mặc thoải mái thì mặc size L. Đây nhá, áo dây mặc với quần short này các chị này. Dây mặc quần short này siêu xinh luôn, chất mát lắm. 35k một áo nhá. Nhưng mà các chị tầm khoảng 51 cân quay đầu thôi, 50 cân quay đầu thôi. 50 cân quay đầu thôi, em chỉ còn vài chiếc thôi. 2 cân mặc tốt, cô Trang không? Cô Trang 52 cân đúng không? 51, 52 cân. Đây. Siêu rẻ luôn đúng không? Siêu rẻ còn đẹp nữa. Có mẫu váy và bầu mà được gì mẫu gì cũng có. Cậu có chị nào mua váy bầu không? Áo váy bầu 50 cân chị vào quần bò size L. Size L đi, M hoặc L. Nếu mà chân chị bé thì mặc M, nếu không thì mặc L. Chả nhìn thấy comment gì cả. Lại cứ xoáy ầm ầm luôn. Trời ơi, các chị cứ chắc chắn hết rồi. Chắc xem được gì luôn đấy. Ôi trời, có nhìn thấy cái gì đâu mà mẹ lại. Đây này. Tên gì nhỉ? Chán cái mặt này quá. Đây, giờ mình phải bầu để cho các chị à. Dây to. Đây nhá, váy bầu đây nhá. Nhà mình bán cả váy bầu luôn. Váy bầu hàng thiết kế siêu đẹp luôn nhá. Các chị mặc đi làm công sở cũng ok luôn. Hàng này chất đẹp lắm luôn. Ở shop toàn bán 350 một cái váy như này. Nhưng nhà mình còn mấy cái chỉ sale có 120.000 thôi. Em đang mặc, chị Hiền Đỗ Hữu và cho chị thêm một chiếc em đang mặc rồi, ok. Đấy nhá, rất là xinh luôn. Chị đang thích dây có áo, cả áo này. Váy bầu, áo bầu thì mình cũng có bán hết nhá. Đây em có cả cái loại dây này nữa này. Hoặc các bạn nếu mà thích mua váy nó rẻ mặc ở nhà thì mua váy lanh 50k một cái. Bầu ví mặc được. Đây những cái mã váy này là hàng công sở nhá. Mã váy công sở siêu xinh luôn, toàn hàng thiết kế đẹp. Đây váy cho bà bầu đây. Bạn nào hỏi váy bà bầu thì đây nhá.
Đây nhá, áo dây này. Em có cái mã này này, đẹp này khách này. Với con sót đẹp nhá. Đây, đây. Đây, bi như em đang mặc này. Theo là 90k. Tương đương là 28-29. Tay L nó cũng đấy, nó cũng tầm 28-29 đấy chị ạ. Nó không, em cũng chẳng biết nó là 28-29. Tay L tương đương với size 29. Đấy, nó cũng tầm đấy. Áo bi như em đang mặc này mọi người này. Quá xinh luôn, 90k nhá. 90k cái gì ở đây? Bao nhiêu? 70k. Em nhầm. Theo 70k. 90k bây giờ theo 70k. Theo 70k mọi người nhá. Comment bi trắng cho em. Cái này phải mặc một mình nó mới đẹp. Phượng chả ơi, không hiểu làm sao mai phải gọi thợ sửa mạng làm sao chứ, hay là do mạng của mình không xem được mọi người. Đó, chị cái áo dây em đang mặc đây, áo dây em đang mặc là kẻ nhá, còn cái này là bi nhá, nếu mà chị lấy thì comment bi nhá. Kẻ thì em cho chị kẻ rồi. Kẻ thì có kẻ rồi. Đây em chốt áo dây kẻ cho chị này. Rồi còn nếu mà lấy bi thì comment bi. Cái bi đấy một size. Cái đấy là baby doll. Nó không rộng như thế đâu, chẳng qua quạt nó cứ bay lên ấy. Dáng ấy nó xè xè như thế, mặc trẻ đẹp. 90. Chị mặc S hoặc M áo bi 2 dây. Rồi ok. Cái này một size mà chị. À cái này nó không một size. Không một size đâu. Cái này đẹp lắm, chất đẹp lắm ý. Chất đẹp mê ly luôn. Chị bảo lấy bi hai dây đây. Rồi chốt cho chị cái bi hai dây này nhá. 70k thôi, ê ôi rẻ. Bèo luôn. Con nhận được rồi, đẹp nhưng chị không bỏ qua đây. Rồi ok, cái bi đấy là một size chị ơi, một size. Con nhìn thấy con bê gì đâu ấy. Cái gì đấy con bê gì cả. Dạ. Đây nha mọi người nhá, tiếp một mã này. Mã áo đá này. Mã áo đá này sale là 65k nhá. 60k luôn. Ui, sale hết. Sale hết cho mọi người 60k. 60k nhá các chị nhá, 60k thôi. Mạng mẹ chán quá. 60k, các chị tổng khoảng 55 cân quay đầu thôi nhá. 55 cân quay đầu theo 60k. Mạng mẹ chán. Cái này
Áo này em có màu hồng với màu cam. Mọi người comment cũng không nhìn thấy comment của mọi người ấy. Anh em có hồng với cam này. Chất thì là chất phong zip quá đẹp luôn rồi. Chất zip quá đẹp luôn. Đây, toàn bộ là hàng hơn 100 đây, đình đá đẹp đây. Sáng long lanh lấp lánh như thế này cơ mà. Toàn bộ là hàng trên 100 hết sale 65. À 60. Hôm nay các chị mua sale hết 60 cho mọi người. Tức quá. Vì mạng quá lát. Nếu mà ai lấy thì comment cho em nhé mọi người nhé. Em xin phép nghỉ thôi tại vì là không nhìn thấy comment của mọi người. Chào tất cả các chị nhá, chúc các chị ngủ ngon nha.